kim ngân cơ. Cho nên y học cổ truyền phải chọn đúng cái loại kim ngân. Vì có tác dụng, vì bản thân y học cổ truyền nó là vị thanh nhiệt giải độc mà, gọi chống các viêm nhiễm, thanh nhiệt giải độc rất tốt. Và người ta dùng lá và cả hoa. Thế lá thì có thể 4 đến 6 lá, hoặc là hoa có thể 10 12. Người là hoa thì 4 đến 6 gram mà lá thì 10 12 gram. Nhưng mà thông dụng là một cái bài thuốc rất thông dụng mà dễ tìm, dễ kiếm. Đó là kim ngân hoa ké đầu ngựa. Thì kim ngân hoa là khoảng 20 gram. Hoa. Hoa thì khoảng 20 gram. Và ké đầu ngựa thì khoảng 15 gram. Thế và lá dâu khoảng 20 gram nữa. Đó là hoa. Nhưng nếu dùng lá thì cái nâng lên là lá thì 30 gram lá kim ngân. Và khoảng vẫn là khoảng 15 hoặc 20 gram ké đầu ngựa. Và lá dâu cũng khoảng khoảng 20 gram, rồi sắc 600 ml nước, còn lại 200 ml nước, và ta uống một ngày 2-3 lần, là sẽ uống khoảng một một tuần, hoặc là lúc nào khỏi đến khỏi thì thôi, uống hết thì thôi. Đấy, chứ không có độc gì cả. Đối với hàm lượng như thế thì tôi nghĩ đấy là bài thuốc đơn giản nhất. Vâng. Trong cái kim ngân hoa như ông cũng đã chia sẻ là nó không có độc tính gì cả. Vâng. Tuy nhiên thì trong cách sử dụng có lẽ là chúng ta cũng nên cần có một vài lưu ý đúng không ạ? Vâng. Nó trong bản thân kim ngân hoa thì cái độc tính của nó không có và nó an toàn thôi, nhưng chỉ có mỗi cái hết sức lưu ý là khi các quý vị đi đi hái kim ngân hoa hết sức cẩn thận, vì lá nó hơi giống với lá ngón, mà lá ngón chúng ta biết rồi, chỉ cần một nắm lá ngón là thôi rồi lộng ơi, để từ trần từ từ vĩnh biệt cõi đời. Cho nên lá nó hơi giống màu sắc Cũng khá trên là nguy thân, hiểm đấy. màu sắc với thân, cái lá nó dây giống, hơi hơi giống. Cho nên khi đi tìm kim ngân hoa hãy cẩn thận khỏi kia về lá ngón. Có lẽ là trước khi chúng ta sử dụng kim ngân hoa, chúng ta cũng cần phải tìm hiểu rõ là Vâng. cái hình ảnh của nó như thế nào để đỡ Vâng. bị nhầm lẫn với những loài cây nguy hiểm như vậy. Vâng. Cảm ơn ông rất nhiều. Vâng. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhịp cầu y tế của chúng tôi. Và nếu như có bất kỳ câu hỏi nào cần được giải đáp, quý khán giả vui lòng gửi về địa chỉ email nhịpcầuyte.st@gmail.com. Còn bây giờ xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hiện nay, trên thế giới, biến thể Omicron đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo các nhà khoa học, biến chủng Omicron là biến thể nhiều đột biến nhất của virus SARS-CoV-2. Biến chủng Omicron có thể lây lan nhanh hơn 500% biến chủng Delta và nguy cơ tái nhiễm cao hơn các biến chủng khác. Để chủ động kiểm soát tình hình dịch COVID-19 trong nước và đồng thời ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và lây lan của biến chủng mới Omicron vào nước ta, Bộ Y tế khuyến cáo người dân cần nghiêm túc tuân thủ 5K để phòng biến chủng Omicron. Khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế là quan trọng nhất cùng với việc tiêm vaccine phòng COVID-19. Tất cả người dân hãy cảnh giác, chủ động để bảo vệ thành quả phòng chống dịch. Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi bản tin thời tiết đương vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thưa quý vị và bà con, ngày hôm nay tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình tiếp tục duy trì thời tiết rét đậm rét hại về sáng và đêm do không khí lạnh vẫn được tăng cường bổ sung yếu. Ngày nhiều mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 12 đến 16 độ. Thưa quý vị và bà con, với lợi thế về năng suất, gia tăng doanh thu, giảm rủi ro dịch bệnh, nên mô hình nuôi thủy sản theo công nghệ cao, nhất là trong nuôi tôm, nhanh chóng được lan truyền đến nhiều hộ nuôi, tạo sự thay đổi lớn trong ngành thủy sản hiện nay. Bà con có thể tham khảo một số mô hình như mô hình nuôi RAS là mô hình nuôi tuần hoàn khép kín với môi trường được kiểm soát chặt chẽ trong các bể nuôi trong nhà. Nước chỉ lấy một lần, được lọc sạch dựa trên công nghệ lọc sinh học kết hợp với cơ học và hệ thống xử lý chất thải hiện đại, sau đó tái sử dụng liên tục. Mô hình nuôi thâm canh theo công nghệ BioFlock được coi là một mô hình yêu trái đất vì đặc tính ứng dụng sinh học. Công nghệ nuôi không chỉ làm giảm giá thành sản xuất mà còn hạn chế dịch bệnh, đặc biệt là bệnh đốm trắng trên tôm. Mô hình CBF Combine kết hợp nuôi siêu thâm canh từ 2 đến 3 giai đoạn, dễ quản lý, dễ thi công, tiết kiệm điện và tiết kiệm nhân công hơn, vô cùng phù hợp với điều kiện kinh tế của các hộ nuôi nhỏ lẻ. Năm mới chúc bà con gặt hái được nhiều thắng lợi. Quay trở lại thời tiết cụ thể, tại các khu vực trong tỉnh ngày hôm nay được dự báo như sau. Thành phố Thái Bình, huyện Phụ Thư, huyện Kiến Sương và các huyện phía Bắc tỉnh như Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng. Nhiều mây không mưa, nhiệt độ chung tại các huyện này dao động từ 12 đến 16 độ. Hai huyện ven biển Thái Thụy và Tiền Hải ngày hôm nay cũng có chung hình thái thời tiết, đó là nhiều mây không mưa, nhiệt độ phổ biến từ 10